Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Ukraine, bà Elena Zelenskaya đang làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân Ukraine khi thông báo trên mạng xã hội về việc triển khai bài học hạnh phúc cho học sinh địa phương. Trong bài đăng, bà Zelenskaya cho biết, chương trình Bài học về hạnh phúc là sự chuyển thể địa phương của một chương trình của Mỹ về học tập cảm xúc. Chương trình sẽ xuất hiện ở các trường học trong nước như một phần của chương trình sức khỏe tâm thần toàn Ukraine do chính đệ nhất phu nhân Ukraine giám sát. Kênh truyền hình Ukraine Expresso đã đăng tải tin về việc ra mắt chương trình trên Facebook của kênh này. Tuy nhiên, sáng kiến của bà Zelenskaya đã gây ra phản ứng tiêu cực từ người dùng trong các bình luận. Người dùng có tên Igor Bodna băn khoăn. Bài học về hạnh phúc ở nơi trú ẩn. Vào mùa đông thì vẫn còn ở phía trước, còn niềm hạnh phúc nào khác đang chờ đợi các em? Bà Zelenskaya đang đùa với chúng tôi hay sao? Hạnh phúc là khi có bình yên, có nắng và những vết thương đã lành. Một người dùng khác bình luận. Người dùng Valentina chia sẻ, thật thích hợp khi được lắng nghe những ý tưởng thông minh của đệ nhất phu nhân trong một cuộc không kích kéo dài và mất điện liên miên. Một người dân khác bày tỏ ý kiến, bà Zelenskaya sẽ kể cho bọn trẻ nghe về việc chính phủ đang khiến người dân Ukraine ngày càng bất hạnh hơn, đưa họ đến giới hạn sinh tồn như thế nào. Có lẽ người dân Ukraine và gia đình ông Zelensky có quan niệm khác nhau về hạnh phúc bởi họ đang sống trong những thực tế khác nhau chăng? Một người khác nói thêm, và những bài học sẽ được dạy bởi những người thầy bất hạnh. Hồi tháng 6 năm nay, bà Zelenskaya đã phàn nàn trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Telegraph về việc gần như kiệt sức về mặt cảm xúc. Thưa quý vị, nhà báo Ireland Jay Boyce mới đây cho biết trên mạng xã hội X rằng NATO sẽ không cho phép đạt được hòa bình ở Ukraine vì điều đó không phù hợp với lợi ích của liên minh quân sự này. Ông Boyce viết, chỉ có hòa bình mới khiến NATO sợ hãi hơn cả chiến tranh. Đó là lý do vì sao liên minh này vẫn tiếp tục tồn tại 33 năm sau khi Liên Xô biến mất. Đó là lý do cho sự tồn tại và hình thành của liên minh này. Cũng chính vì lẽ đó mà liên minh quân sự này phải tránh hòa bình ở Ukraine bằng mọi giá. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý, các nước NATO đang cố tình tiến vào một vòng leo thang căng thẳng mới khi kích động Ukraine tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa với Nga. Theo ông, điều này chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả và cuối cùng sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho lợi ích riêng của những nước đi theo con đường leo thang xung đột. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không muốn gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời, nước này vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng phải trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa châu Âu. Thưa quý vị, cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner trên kênh YouTube rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang rất sợ hãi trước những tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine và sự tăng cường tấn công dồn dập của Nga. Trong tuần trước, khi đến hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles, ông Zelensky nói rằng ông không muốn xung đột kéo dài do quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, ông ấy sợ hãi. Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức và cuộc xung đột này bắt đầu, ông Zelensky thừa nhận rằng có rất nhiều người chết và bị thương. Nhà phân tích kể lại rằng, cho đến gần đây, bộ máy tuyên truyền của Ukraine đã phát tán những điều vô nghĩa rằng lực lượng vũ trang Ukraine chỉ tổn thất 30.000 binh sĩ. Chuyên gia Larry Johnson lưu ý, không, mọi thứ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Johnson nói thêm rằng, cuộc tấn công của Nga đang tăng cường dọc theo toàn bộ chiến tuyến và lực lượng vũ trang Ukraine không thể đối phó với điều này. Nhà phân tích kết luận, đây là một lý do khác khiến cho bạn thấy ông Zelensky sợ hãi như thế này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 đã nói về các điều kiện đàm phán về Ukraine rằng, lực lượng vũ trang Ukraine phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của Nga, trong khi Kiev phải từ bỏ ý định gia nhập NATO. Tổng thống Putin lưu ý, ngay sau khi Ukraine bày tỏ sẵn sàng đồng ý với các điều kiện này, đồng thời thông báo chính thức về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, phía Nga sẽ ngay lập tức ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán. Ông Putin nói thêm rằng, để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, Nga cần có một quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân cho Ukraine.
Thưa quý vị, cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner trên kênh YouTube rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang rất sợ hãi trước những tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine và sự tăng cường tấn công dồn dập của Nga. Trong tuần trước, khi đến hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles, ông Zelensky nói rằng ông không muốn xung đột kéo dài do quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, ông ấy sợ hãi, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức và cuộc xung đột này bắt đầu, ông Zelensky thừa nhận rằng có rất nhiều người chết và bị thương. Nhà phân tích kể lại rằng, cho đến gần đây, bộ máy tuyên truyền của Ukraine đã phát tán những điều vô nghĩa rằng lực lượng vũ trang Ukraine chỉ tổn thất 30.000 binh sĩ. Chuyên gia Larry Johnson lưu ý, không, mọi thứ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Johnson nói thêm rằng, cuộc tấn công của Nga đang tăng cường dọc theo toàn bộ chiến tuyến và lực lượng vũ trang Ukraine không thể đối phó với điều này. Nhà phân tích kết luận, đây là một lý do khác khiến cho bạn thấy ông Zelensky sợ hãi như thế này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 đã nói về các điều kiện đàm phán về Ukraine rằng, lực lượng vũ trang Ukraine phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của Nga, trong khi Kiev phải từ bỏ ý định gia nhập NATO. Tổng thống Putin lưu ý, ngay sau khi Ukraine bày tỏ sẵn sàng đồng ý với các điều kiện này, đồng thời thông báo chính thức về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, phía Nga sẽ ngay lập tức ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán. Ông Putin nói thêm rằng, để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, Nga cần có một quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân cho Ukraine. Thưa quý vị, Đại tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, được cho là đã xung đột với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và từ chối thực hiện cuộc phản công mà theo ông là sẽ đẩy binh lính vào chỗ chết. Theo trang tin RMX, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cũng giống như người tiền nhiệm Valery Zaluzhny đã công khai xung đột với văn phòng Tổng thống Ukraine. Thậm chí còn có tin đồn về việc ông Zelensky cân nhắc sa thải Tổng tư lệnh Syrsky vì đã từ chối thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky về việc tiến hành một cuộc phản công trên bộ. Lý do là tướng Syrsky cho rằng cuộc phản công này là vô ích, việc thiếu sự hỗ trợ trên không sẽ biến cuộc phản công thành thảm họa và đẩy binh lính vào chỗ chết. Trang tin tức EA Daily cũng đưa tin, Tổng tư lệnh Ukraine được lệnh phát động một cuộc tấn công lớn nhưng ông đã từ chối, nói rằng nếu không có đủ trang thiết bị và sự yểm trợ trên không thích hợp thì một cuộc tấn công như vậy sẽ thất bại. Một nguồn tin tiết lộ, tướng Syrsky nói với Tổng thống Zelensky rằng binh lính của ông sẽ bị giết trong một cuộc tấn công vô ích và không được chuẩn bị. Kênh Telegram Legitimate của Ukraine đã trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Kiev cho biết, tướng Syrsky đã lần đầu tiên từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông Zelensky và tránh văn phòng Tổng thống Yermak, người có quyền lực vượt qua tất cả các quan chức dân cử của Ukraine chỉ dưới quyền Tổng thống. Thái độ bất tuân của tướng Syrsky được cho là đã khiến ông Zelensky và ông Yermak đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tìm người thay thế cho Tổng tư lệnh Ukraine. Đầu năm nay, ông Zelensky đã bổ nhiệm tướng Oleksandr Syrsky làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thay cho ông Valery Zaluzhny. Tướng Syrsky được ghi nhận đứng sau một số thành công quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm việc đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi khu vực xung quanh Kiev vào tháng 3 năm 2022. Tướng Syrsky cũng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kharkov vào mùa thu năm 2022, từ đó giải phóng Izium, Balaklia, Kupiansk và các thành phố khác đã rơi vào tay Nga hồi đầu chiến sự. Tướng Syrsky từng thường xuất hiện bên cạnh Tổng thống Zelensky trong các chuyến thăm tới các thị trấn mới được giải phóng. Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, tướng Syrsky cũng là người chỉ huy lục quân Ukraine trong trận chiến kéo dài 10 tháng tại Bakhmut vào năm 2022-2023. Ông được cho là đã đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến thương vong nặng nề, thậm chí là thương vong toàn đơn vị đối với một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine.